sao còn chưa đi đi? Những kẻ khác tính cả ngươi đấy, còn ngã kia. Ta đi hay sao mà để Ryoma lại một mình với ngươi? Ryoma, ta ghét hả? Ta thật thắng nhé. Thôi nào. Làm thế thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn đấy, Oriu. Vậy thì cậu có gì muốn nói với tôi à? Vào cái ngày ta bị bộ mặt cũng tử hình, ta đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã bán đứng bạn bè của mình. Khi được chiến thắng triệu hồi, việc ta muốn làm nhất chính là lấy cái mạng chó của người triệu mà. Ngươi là bọn Avenger, là hệ anh linh khi triệu hồi mang theo nỗi căm phẫn từ quá khứ, hiện thân của sự hận thù. Cậu hận ta tới như vậy sao, Izo? Chỉ tiếc rằng vào cái ngày mà ngươi bị ám sát, kẻ hạ thủ không phải là ta. Ryoma, mau giải phong ấn cho ta. Dù không muốn phải công nhận điều này, nhưng chỉ làm vậy mới ngăn được hắn thôi. Và để ngăn cho một cuộc chiến lớn hơn nổ ra, đã có những người thầm lặng mà hy sinh.
Không lâu sau khi binh trị ly tâm, vào ngày 10 tháng 12 năm 1867, Sakamoto Ryuma bị ám sát bất ngờ, bị nhiều 31 tuổi. Chào mọi người.